Hello, xin chào các bạn. Rất vui khi được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Trùm cuối thường làm nhân vật xuất hiện sau cùng và mang lại nhiều bất ngờ nhất. Vậy nên trong video ngày hôm nay, mình xin giới thiệu cho các bạn tới trùm cuối của cái hồ của mình. Đó. Con cá sam không phải trùm cuối đâu các bạn, mà chính là ba con này nè. Đó chính là ba con hổ mới của mình. Nhiều bạn sẽ thắc mắc là anh ơi, ba con cá hổ cũ đâu rồi? Tại sao anh không quay clip? Thì mình xin trả lời là vì nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, thế nên là mình không không dám nuôi tụi nó nữa. Tại vì hồ của mình, thứ nhất là có những con cá khá là to, tụi két ủi rất là ác. Thế nên là mình phải thanh lý và bù tiền vào để đổi lại ba con cá hổ sải bự hơn để tháo trong hồ này. Đó, các bạn thấy không? Thì ba con cá hổ này các bạn có thể thấy là ba con cá hổ sải bự rồi. Con to nhất phía bên phải là tầm 12 cm, và hai con còn lại, một con 10 cm và một con 9 cm các bạn. Đó. Với kích thước này thì mình nghĩ là tụi cá hổ nó không còn sợ bất kỳ một con nào trong cái hồ này nữa, kể cả hai con cá két nó cũng úi nó cũng không sợ các bạn. Bạn không? Rất là to và rất là sung. Và con nào con ấy nhìn cực kỳ mập luôn các bạn. Đó. Thì các bạn có thể biết rằng cái hồ của mình, những con cá chủ yếu đều thuộc vào sai trưởng thành hết rồi. Từ tụi cá bối tới cá két tới sam. Tụi cá rất là to. Thế nên là khi chúng ta nuôi những con hổ sai nhỏ khoảng từ 3 tới 6 cm thì nó sẽ không phù hợp. Và tụi cá nó sẽ bị nhát. Bị nhát thì nó sẽ không kiếm thức ăn được các bạn. Và rất là nguy hiểm cho quá trình nuôi sau này. Đây. Các bạn thấy không? Con hổ này nó dài 12 cm và to khoảng tầm ba ngón tay hơn. Còn kế bên là một con bự là con 10 cm, và con nhỏ là rơi vào tầm 9 cm. Và cả ba con này, con nào con đấy đều rất là mập, thấy không? Đó. Và cực kỳ khỏe nữa. Thì tới giờ này thì hồ nước của mình nó đã ổn định rồi các bạn, nó đã ổn định rồi. Nước khá là trong, pH mình đo được rơi vào tầm từ 8 chấm tới 8.5. Nó đang có xu hướng giảm dần theo thời gian các bạn. Ngày trước đo là 9 chấm xuống 8.5, và ngày hôm nay là rơi vào khoảng từ 8 chấm. Đó. Thế nên là ngày hôm nay thì mình thả hổ thì mình sẽ an tâm hơn rất là nhiều so với đợt trước mình thả hổ các bạn. Đó, tại vì nước của mình nó đã ổn định hơn trước rất là nhiều. Đấy không? Ba con, mỗi con cùng một size khác nhau thì các bạn có thể so sánh được. Và phân biệt được ba con khác nhau. Mới thả vào thì các bạn có thể thấy là nó chưa quen với hồ, thế nên là chúng ta nhìn thấy nó khá là đen, tại vì nó đang sợ. Còn nếu một chút nữa như các bạn quan sát clip trước, thì sau khi nó quen với hồ rồi thì nó sẽ đổi màu, và màu nó sẽ căng hơn, và chúng ta sẽ thấy cái màu sắc thực sự, và chúng ta có thể quan sát được rõ vạch của con cá hổ nó sẽ như thế nào. Bây giờ mình đang phải ngâm nó trong này các bạn, tại vì nó vừa mới đi một chuyến khá là dài để về với hồ của mình. Thế nên chúng ta không có vội vàng tháo vội. Và để thả được ba con cá hổ này một cách an toàn nhất thì mình đã đổ vào trong hồ này tới 6 nắp street code các bạn. 6 nắp để có thể bảo đảm rằng con cá của chúng ta nó sẽ không bị stress. Đây. Không để các bạn phải chờ lâu thì mình sẽ cho các bạn xem con hổ bự nhất của mình là con hổ size 12 cm. Nếu các bạn nào mà để ý thì hồ của mình hiện tại, nếu mà mình bắt hai con cá kim sơn ra ngoài thì sẽ rất là đẹp. Với số lượng thành viên trong hồ là 9 con, một cái số phong thủy cực kỳ tốt, tốt đối với bản thân mình luôn và tốt đối với những người khác nữa. Số 9 rất là đẹp. Gồm có hai con cá rồng, hai con cá két là 4, phi phụng là 5, con cá sam là 6, và chùm cuối của mình ba con cá hổ là 9 con, một con số cực kỳ đẹp. Đó. Đây là con cá hổ 12 cm của mình. Nhìn chung thì tới kích thước này thì tụi hổ nó khá là khỏe rồi. Và con nào con nấy nhìn rất là mập, rất là ú luôn. Đó. Quấy rất là nhiệt tình luôn các bạn.
thì chúng ta cũng từ từ là chúng ta sẽ bỏ một ít nước bột vào trong, và sau đó chúng ta ngâm một lúc nữa cho nó quen với cái nước đó đi, rồi sau chúng ta mới thả vào hồ. Hiện tại thì chúng ta không thể quan sát được cái sọc của nó được, tại vì cái màu của nó hơi tối và chúng ta không không thấy được cái màu của nó thực sự như thế nào. Chúng ta cho nước vào. Đây là hai con cá hổ còn lại của mình. Và chúng ta cũng thực hiện thao tác tương tự giống như con cá hổ size 12 cm. Thì đây là chùm cuối rồi các bạn. Hồ này mình sẽ giữ đúng 9 con. Một con số vừa hợp phong thủy mà số lượng cá cũng vừa đủ để hồ của mình có thể tải được cái lượng chất thải tụi nó thải ra ngoài. Mình sẽ không thêm bất cứ một con nào vào cái hồ hồ cá này nữa, để mình có thể chăm sóc tụi nó một cách tốt nhất và cho tụi nó một cái môi trường sống ok nhất các bạn. Đó. Không thêm nữa các bạn. Thêm thì mình sẽ làm một cái hồ khác, không có thêm tụi nào vào đây nữa. Đó. Các bạn không? Nó đang cố gắng để chui ra ngoài đấy các bạn không? Nó đang bơi đây cả. Để nó trốn ra ngoài đấy. Khỏe ghê. Tụi này khỏe ghê luôn các bạn. Khỏe khủng khiếp. Quá khỏe luôn. Mình phải bù rất nhiều tiền của các bạn để mới đổi được ba con cá hổ size bự như thế này. Khá là chát, giá khá là chát, và mình sẽ không tiết lộ giá thực sự của nó cho các bạn xem. Nhưng mà mình phải phải đổi với một cái giá khá là chua chát đó các bạn. Thì các bạn biết giá của tụi cá hổ này rồi, nó không có rẻ một chút nào. Đó. Rồi thì nãy giờ cũng đã đợi chờ rất là lâu rồi, bây giờ mình sẽ thả tụi nó ra ngoài. Thả từng từ một, từng chút một, từng chút một. Các bạn có thể thấy không, với cái size này thì tụi cá hổ nó sẽ không có sợ sệt con cá nào nữa trong cái hồ này cả. Tất cả đều nó có thể đều đều có thể giao thiệp được hết, nó không có sợ con nào đó các bạn. Két ủi nó đâu có sợ. Két ủi là nó không sợ đấy các bạn. Nó sẵn sàng nó căng luôn, nó căng với con két của mình luôn, nó không có sợ con két nữa. Mới vào là nó căng hết luôn các bạn. Và tới ngày hôm nay thì hồ của mình đã rất ok rồi. Thế nên là mới thả vào tụi cá hổ nó đã có dấu hiệu căng màu rồi các bạn thấy không? Quá mập luôn. Cực kỳ mập. Và cực kỳ tròn. Đó, nó đang bắt đầu căng lên các bạn, màu nó đang căng lên đấy. Đó. Trong ba con này có một con mình khá là thích. Khá là thích tại vì nó khá là tròn người và nó khá là mập. Đây, con này đấy các bạn. Đó. Thì rõ ràng rồi, nếu chúng ta nuôi tụi cá hổ mà chúng ta thấy tụi nó bơi ra ngoài và kiếm thức ăn cũng như căng màu đẹp thì chúng ta sẽ thích hơn là chúng ta nuôi những con cá hổ nó nhỏ quá, nó giúp thì rất là phí cái vẻ đẹp của con cá hổ các bạn. Đó. Mới về là căng màu liền. Màu căng đét luôn. Thì nhiều bạn nói rằng thì con cá két của mình đã bắt màu, thì đồng ý với các bạn luôn là con két đỏ của mình thì mình chưa lắp đèn cho nó các bạn. Thế nên là nó đang bị phai màu dần, tại vì mình nuôi phông trắng và đèn đèn trắng vàng, thế nên là con két đỏ của mình mất màu. Hôm sau có lẽ mình sẽ đầu tư một cây led hồng mình thắp thêm cho con két của mình. Đó. Thì các bạn có thể thấy vạch của nó khá là nét luôn các bạn, khá là nét và người của nó khá là tròn. Thích vô cùng luôn các bạn. Chà chà. Màu kìa. Vạch kìa các bạn. Khá là chuẩn vạch và màu cũng khá là đẹp. Tuy nhiên mình nhận thấy là màu của nó chưa có được vàng cho lắm các bạn. Mình quan sát bằng mắt của mình thì thấy màu của nó hơi hơi trắng.
thì không biết sau này nó có lên vàng nữa hay không. Đó. Thì con mới có một con lên màu thôi, còn hai con còn lại thì nó chưa đổi. Rồi thì video hôm nay của mình tới là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn vào clip cho ăn sắp tới của mình. Sẽ có rất là nhiều clip cho tụi cá trong hồ của mình ăn. Và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Đừng quên nhớ vào nút đăng ký kênh cũng như like video của mình. Bye bye.